Thưa quý vị, theo báo cáo của huyện Côn Đảo, tính đến thời điểm hiện nay, huyện có 56 dự án thu hút đầu tư với tổng diện tích đất trên 246 hectare. Trong đó có 69,4 hectare là đất rừng phòng hộ và 3,2 hectare là đất rừng đặc dụng. Ngoài ra, huyện còn có 5 dự án đang chuẩn bị triển khai đầu tư đều liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ. Song việc chuyển đổi này chưa có sự thống nhất về thẩm quyền cho phép. Do đó, trong cuộc họp Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng nay, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với huyện Côn Đảo và các sở ngành nhằm tháo gỡ khó khăn về chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong các dự án đầu tư tại Côn Đảo. Báo cáo lãnh đạo tỉnh về những khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng để triển khai các dự án, đại diện huyện Côn Đảo cho biết, ngoài phần đất rừng thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đang bảo tồn và quản lý, thì diện tích đất rừng còn lại do Ủy ban Nhân dân huyện quản lý đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng, theo kiểm kê hiện trạng năm 2016, tức nằm ngoài lâm phần. Mặt khác, quy mô diện tích phần đất rừng từng dự án chỉ dưới 20 hectare, nên huyện đề nghị khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án, thì có thể xem xét không thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển. Cho ý kiến về nội dung này, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Kiểm lâm huyện Côn Đảo khảo sát, thống kê lại tổng diện tích đất rừng tự nhiên trên địa bàn huyện. Từ đó xác định từng khu vực dự án hiện hữu để có phương án cụ thể cho từng dự án. Trong trường hợp dự án không thuộc thẩm quyền của tỉnh, các sở ngành phải tham mưu để tỉnh trình Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định.